Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái dự án chatbot ở trên Telegram các bạn nhé. Yêu cầu các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái tài khoản Telegram cũng như là một số tài khoản và xã hội khác như kiểu là Twitter. Ví thì các bạn sử dụng cho mình cái ví ETH các bạn nhé, ví ERC20 ấy. Một số bạn cứ hỏi mình là cái ví ETH với ERC20 nó có khác nhau không? Thì nó yêu cầu cái ví gì là mình sẽ phải có cái ví đấy. Nó yêu cầu là ví ETH nền tảng ERC20. Thì nó có một số ví như cả ví ETH nền tảng Tron rồi ví ETH nền tảng Memo các thứ đấy. Thì các bạn sử dụng cho mình là cái ví ở trên Chut Wallet nha các bạn nhé. Hoặc là ví gì nhỉ, ví MetaMask nha các bạn nhé. Đấy, ví ETH ở trên MetaMask nhé. Mình sẽ log in vào cái tài khoản của mình nhé. Đấy, các bạn log in vào tài khoản của mình nhé. Đấy, tí nữa mình sẽ ấy sau. Hôm nay sẽ là con New Aerob và con này là con CloudDeck nhé, network. Khoảng 0,18 ETH này. Cho cao thế. Cho thế là giàu đấy. Đấy, các bạn thấy cái nó ghi là bia thì cốc bia ở đâu nhỉ? Đây, cái cốc bia ở đây thì các bạn sẽ tích vào bia. Các bạn join Aerob. Các bạn sẽ theo cho mình một cái group ở trên Telegram nhé. Community này thì sorry this không không có luôn rồi mọi người ạ. Thử CloudDeck. K6 các bạn sao? If our bot asks you to verify smart contract, don't xem là nó bảo cái gì nhỉ? Làm thì ok. CloudDeck. Như cái này nó trả rồi hay sao mọi người ạ? Ctrl F này. Để tìm cái ví của mình xem nhá. Hay nhỉ? Chắc mình nghĩ là cái con này nó trả rồi đấy mọi người. Đây, có trong list rồi đây mọi người ạ. Hình như là nó kết thúc rồi sao á. Ồ. Kết thúc rồi nha mọi người ơi. Vòng đầu tiên của iDrop là kết thúc danh sách ví sẽ nhận thanh toán này. EL. Ok, cái này thì đã kết thúc rồi nha mọi người. Đấy, thì bạn nào đã làm theo mình cái dự án này rồi ấy thì các bạn vào trong cái bot nhá. Các bạn vào trong cái bot này. Các bạn ấn vào Ctrl F cho các bạn dán ví của mình vào đây nhé. Để xem là nó có ở trong cái list này không. Nếu có ở trong cái list này là mình sẽ được trả vào ngày mùng 10 tháng mùng 7 tháng 10. Nên là nó ghi là mùng 7 10 mà. Không biết có được không. Đây nhé. Hả? 10 tháng, 7 tháng 10 thì mình sẽ check thử check ví xem nhỉ. Nó có chưa nhỉ? Vâng ạ, chào cô. Chưa có đâu nha mọi người nha. Để xem nào ngày mai xem thế nào nhá. Thì thấy nó ghi là như thế rồi, không biết có được không. Ok, thì tiếp theo sẽ là một cái dự án khác nhá. Cái này thì mình sẽ bỏ qua nhá. Đấy, thì các bạn nhớ là vào thì mọi người sẽ ấn vào bot ấy. Và nó đã làm chat cho mình rồi ấy. Thì các bạn sẽ vào bot nhá. Các bạn ấn vào Twitter này này. Để các bạn check cái thông tin nó ở đây nhá. Đấy, CloudDeck. Ok, tiếp theo là cái dự án thứ hai nhé. Con này kết thúc mất rồi. Trời ạ, vừa mới làm hôm qua ấy. Đây này. Mình thử check xem là có bao nhiêu bạn đã theo mình cái dự án này nhá. À, không phải con này chứ. Sao lại nhầm được cái con này ấy nhỉ? Đây.
16 bạn nhá, 10 bạn, 16 bạn đã theo mình cái này. Trời ơi, Belon 1,46 ETH. Ừ, cái này không biết đúng hay sai, đúng thì có mà giàu à. Nào lao ấy nhỉ. Mình nghĩ là thế ấy. Mẹ nó bảo 17 tháng 10 mà hôm nay 7 10 chưa thấy phát rồi. Tào lao mía đao nhỉ. Rồi ok, thì tiếp theo là mình sẽ làm cái con nữa nhá. Con này thì là cái con cũng là chatbot nhưng mà nó là con GF Network DeFi. Những cái dự án DeFi dạo này khá là nhiều mọi người ạ. Chứ nhưng mà không biết là con nào ok và con nào không ok. Thấy con này ghi có 4 đô cho nên là mình làm đó. Kêu ghi 400 đô là mình cũng sợ, không dám làm luôn. Đấy. Thì các bạn sẽ cộng là cái này nhá. Cộng đúng thì nó các bạn dự án này đã list ở trên sàn Blase. Để xem nào. Các bạn cũng có thể mua này. Đây. URED của nó ở đây nhá. Các bạn cũng có thể mua copy URED. À, nó cũng list ở trên Bossy Swap nữa này. Young Finance. Đây hả? À, nó list cái con này hả? 1817. Thì mình thử chơi xem nhé. Có phải cái chuyên chơi của nó không nhá. Thì các bạn sẽ ấn vào đây. Các bạn ấn vào theo dõi. Đây cái chuyên chơi của nó ở đây nhá. Thì mọi người sẽ ấn xem có phải cái chuyên chơi là cái con này không? 18,7 nghìn người theo dõi này, cũng là con đấy nhá các bạn nhé. Ok thì các bạn sẽ quay lại, các bạn ấn đôn, theo dõi một cái group nữa, các bạn ấn đôn tiếp nhá. Đây các bạn rồi 4 đô thì cũng được, không nhiều nhưng mà nói chung là sự án thật là được. Các bạn theo theo dõi chuyên chờ này, Redfin Pinner Post này. Đây cũng là cái Twitter đấy thôi. Follow này. Redstream này. Rồi, quay lại các bạn sẽ quay lại dán tên nhé. Mọi người dán tên vào đây. Đấy, không làm nhanh là nó hết. Ok, cái này thì mình sẽ tắt đi thôi nhá. Theo dõi một cái group này nữa nha mọi người. Các bạn ấn join cho mình, quay lại các bạn ấn join. Đấy, tiếp theo là các bạn sẽ dán ví thôi nhé. Ví vẫn là ví ERC20 nhé. Các bạn thông cảm là cái dự án đầu tiên đã kết thúc nhé. Đấy, cái dự án thứ hai thôi. 16 bạn mà làm theo mình ấy, thì các bạn check ví của mình nhé. Xem có trong list không. Nó nói hôm nay về nhưng không biết các bạn có về không. Nếu các bạn về thì các bạn nhớ là bình luận ở bên dưới video cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hai dự án này. Một dự án là đã kết thúc và dự án thứ hai này sẽ nhận được khoảng 4 đô la EFN. Dự án đã list ở trên sàn Binance các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hai dự án. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như like, chia sẻ, ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.